Em Ri xin mến chào cả nhà. Hiện tại thì em Ri đang có mặt ngay hẻm 154 đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đây. Ở đây hẻm này thì xe hơi chạy vi vu luôn. Và ở khu vực này thì có một cái căn nhà rất là nhỏ, dễ thương ngay khu này đây. Để Ri sẽ đi vào cho cả nhà chúng ta thấy là hẻm này xe hơi thông thoáng ha. Ở khu dân cư hiện hữu 100%. Thì khu vực này thì nhà cao tầng hết. Cho nên là cả nhà mình thấy rồi, ngay chỗ phường 3 này thì Âu Dương Lân này thì đi đâu cũng tiện hết, qua quận nhất nè, quận 7 nè, quận 4, coi như là đi các nơi đều rất là tiện luôn. Và cái căn nhà này thì hai vợ chồng, hai người con ở là thoải mái luôn, rất là dễ thương. Hẻm thì rộng thông thoáng rồi, cho nên là cả nhà mình thấy đây, nhà cao tầng rất là nhiều ở đây nè. Khu vực này thì hẻm này sang ha. Đây, căn nhà chúng ta có diện tích là bề ngang 4 và bề dài 4, một trệt một lầu, trong đó có hai phòng ngủ luôn, rất là tiện cho hai vợ chồng và hai người con ở thì thoải mái luôn. Đây, vào nhà thì cả nhà mình thấy đây, nhà khá là rộng thông thoáng, cho nên là ở đây cả nhà mình thấy nè, ở đây thì để được cái bộ sofa, tivi nè, để được ba chiếc xe và gắn máy luôn, thoải mái. Đây thì có cái căn bếp rất là nhỏ nhỏ xinh xinh ở trong này. Rồi phía trong nữa thì có cái nhà vệ sinh đây. Đây rồi, bây giờ thì em xin mời gia đình chúng ta lên trên lầu ha. Đây thì lên trên lầu thì cái này là đúc bê tông cốt thép nhưng mà giả nha, giả trên này đây. Thì trên này thì có hai phòng đây, một phòng phía ngoài và một phòng phía trong. Thì ở ngoài thì cho hai con nhỏ mình ngủ ha, phía trong thì vợ chồng ngủ trong cho có riêng tư xíu. Đây cũng khá là rộng luôn cái nhà mình. Ở đây thì hai vợ chồng mà hai người con ở một cái căn nhà như thế này, khu dân cư hiện hữu, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ và được chủ chào với cái giá là 2.380.000.000 đồng. Nếu đại gia đình chúng ta có nhu cầu tham quan căn nhà này hoặc những căn nhà khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì xin vui lòng liên hệ với riêng qua số điện thoại được ghi trên màn hình. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.